Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Làm thế nào để con trẻ khỏe và thông minh? Con trẻ tự nhiên là khỏe mạnh. Thường hôm nào chúng ta chơi đùa với con trẻ một buổi là ta biết con trẻ khỏe như thế nào. Con trẻ chạy nhảy suốt buổi không biết mệt mỏi, trong khi đó ta chơi với chúng một chút đã thấy bể hơi tai rồi. Còn một điểm nữa là con trẻ mang tính dương nên con trẻ rất là hiếu động. Có câu trẻ em hiếu động mới là trẻ em khỏe, té nhiều mới màu lớn. Làm sao chúng ta giữ được dương lực cho bé là điều quan trọng đối với các bậc cha mẹ. Dương lực là sức khỏe và trí tuệ của bé. Bằng mọi cách chúng ta phải giữ dương lực này cho con trẻ của mình. Một trong những cách giữ dương lực cho con trẻ là tránh những thức ăn mang nhiều tính âm. Vì âm nhiều sẽ phá hoại dương. Những thức ăn mang tính âm như đồ ngọt, có sử dụng đường saccharo như kẹo, bánh, chè, nước ngọt, sữa. Những thức ăn lạnh cũng mang tính âm như nước đá, kem, thức ăn và thức uống để trong tủ lạnh hoặc ướp lạnh. Nước cũng mang tính âm nên uống nước vừa đủ, không uống nhiều nước. Trái cây cũng mang tính âm nên ăn ít, không nên ăn nhiều. Những thức ăn âm sẽ phá mất đi dương lực của con trẻ. Ai cũng biết dương hút âm, trái dấu hút nhau, âm thịnh thì dương suy. Đến đây chúng ta hiểu tại sao con trẻ thích ăn kẹo, thích ăn kem, vừa lạnh vừa ngọt, thích những thức ăn và thức uống mang tính âm. Con trẻ mang tính dương nên hút thức ăn mang tính âm. Hiểu đặc tính này, chúng ta giữ được dương lực cho con trẻ bằng cách hạn chế hoặc không sử dụng những thức ăn và thức uống mang tính âm. Giữ được dương lực là giữ được sức khỏe và trí tuệ của con trẻ. Tốt hơn hết là cho con trẻ ăn những thức ăn quân bình âm dương. Thức ăn quân bình đó là hạt cốc, ngũ cốc, dưa gạo lứt, bắp, bo bo, hạt kê ở Việt Nam và lúa mì, lúa mạch, hát mạch, kiều mạch ở nước ngoài. Thức ăn phải tự nhiên, không trái mùa, khi trồng không sử dụng thuốc trừ sâu và phân hóa học, không hóa chất trong quá trình bảo quản và chế biến. Sau đây là trục âm dương trong thức ăn để chúng ta dễ bề phân định và lựa chọn cho phù hợp. Trục này tính từ dương sang âm. Dương hơn hết là muối, tương tamari, trứng, thịt, cá, gạo lứt hoặc hạt cốc là quân bình. Đậu hạt, rau củ, rong biển, sữa, trái cây, đường, bia, rượu âm hơn hết. Như vậy gạo lứt quân bình, đậu hạt âm hơn gạo lứt, rau củ âm hơn đậu hạt, rong biển âm hơn rau củ và bia rượu là thịnh âm, tức âm nhiều. Những món thịnh âm gây ảnh hưởng xấu cho hệ thần kinh, như bia rượu gây hại hệ thần kinh. Những thức ăn âm làm tổn hại đến não bộ của bé và cả người lớn, gây ra các bệnh như bệnh điên, bệnh đau, tâm thần, trầm cảm. Đến đây chúng ta hiểu tại sao cổ những đứa trẻ lúc nhỏ khỏe mạnh, học giỏi, nhưng càng lớn càng học kém đi, trí nhớ kém đi và bệnh tật xuất hiện trở lại trục âm dương thức ăn. Cá dương hơn gạo lứt nhưng âm hơn thịt, trứng dương hơn thịt nhưng lại âm hơn tương tamari, muối là thịnh dương, dương nhiều. Trẻ em ăn nhiều món dương sẽ nhỏ con gầy nhom. Tại sao thịt cá trứng lại không tốt cho cơ thể trẻ? Bởi vì đó là những món dương, dương thì hút âm. Trong ngày các món thịt cá trứng còn dương, nhưng sau 2 ngày 3 ngày, chúng sẽ biến thành hôi thối, tức chuyển thành âm. Hôi thối tức là âm. Khi hôi thối chúng tạo ra các chất độc, mà chất độc cũng mang tính âm. Cho nên khi vào cơ thể 2-3 ngày, chúng sẽ gây nhiễm độc và gây âm hóa cơ thể. Rau củ để 2-3 ngày không hôi thối bằng trứng, thịt cá. Tiên sinh Osawa nói, nếu ăn liền một lúc 50g muối, chúng ta sẽ chết ngay lập tức. Nhưng nếu chúng ta không ăn muối, chúng ta sẽ chết từ từ. Ăn những thức ăn âm quá cũng không tốt, hoặc ăn những thức ăn dương quá cũng không tốt cho sức khỏe. Theo trục thức ăn ngoài gạo lứt, những thức ăn nên sử dụng là đậu hạt, rau củ và rong biển. Tại sao là những thực phẩm này, những thực phẩm hơi âm? Vì con người biết sử dụng lửa và muối là hai yếu tố rất dương để làm quân bình thức ăn hơi âm, nên chúng ta phải cho con trẻ ăn thức ăn nấu chín, không nên sử dụng thức ăn chưa nấu chín. Tuy nhiên trong rau củ có những thức ăn thịnh âm, không nên sử dụng như cà, các loại măng, giá, nấm, đậu hũ, khoai tây, dưa leo để dương hóa những thực phẩm thịnh âm này. Chúng ta cần nhiều thời gian nên tốt hơn hết là không sử dụng chúng. Để biết cách sử dụng và chế biến thức ăn đạt quân bình âm dương thì nên nghiên cứu thêm về thực dưỡng. Ha ha ha, 问什么的说